Xin kính chào cô bác anh chị và tất cả mọi người tiếp tục quay trở lại với Hoa Đá Cao Nguyên. Cô bác anh chị thân mến, hiện tại thì anh em mình đang có mặt tại khu vực nhà vần và mồ côi các bạn. Và hôm nay thì anh em có công việc tranh thủ chạy vào xem đợt này hai cháu thế nào. Thì mấy hôm nay thì các bạn cũng thấy đấy là em Giàng đang ốm nằm viện. Rồi thì em Mua thì cũng đi làm suốt. Hôm vừa rồi thì hai cháu khi mà hai vợ chồng em Giàng Mua đi vắng là cũng bỏ nhà đi tìm sang bên nhà bà ngoại. Mà may mắn là được vợ chồng A Hờ cưu mang đấy, cho ở đấy hơn một ngày. Sau đó thì Mua lại đi đón về rồi. Không biết là hôm nay hai cháu, hôm nay thì đã là ngày đi học rồi. Và hiện tại bây giờ cũng đã là hơn 4 giờ chiều rồi các bạn, 4 giờ 10 rồi. Anh em chạy qua ghé thăm xem là gia đình đợt này là có thiếu thốn cái gì không, có cần anh em hỗ trợ cái gì không, nếu mà thiếu về gạo rồi thiếu về đồ ăn thức uống, những cái mắm muối mì chính thì anh em lại sẽ trích cái quỹ của các mạnh thường quân ra để hỗ trợ cho các cháu. Bây giờ thì xin mời các bác cùng với anh em mình lên trên nhà của hai cháu nha các bác nhé. Giàng thì vẫn chưa được ra viện các bạn. Đấy, may hôm vừa rồi cũng được bà Hiền hỗ trợ cho một cái khoản kinh phí là 50 đô để mà em có thêm cái đồng để trang trải khi nằm viện. Là Giàng đi làm viện thì cũng chỉ có một mình thôi, chồng cũng không thể đi chăm được do là vẫn còn phải đi làm, nhận được việc là lại phải đi làm để lấy tiền, chứ không bây giờ mà cả hai cái lao động chính, một người thì ốm, một người lại đi chăm nữa thì không lấy đâu ra tiền hết cả. Đấy. Và bây giờ là như bố mẹ của em Mua là cũng yếu rồi, mà hơn nữa là hai cô chú đấy là không nói được tiếng phổ thông, nên là rất bất tiện cho việc đi ra ngoài giao tiếp. Mua thì cũng chỉ nói được in ít, không nói được nhiều. Các bác thấy ở những video thì chỉ có chủ yếu là Giàng thôi. Giàng cũng thật sự là một cái người phụ nữ cũng rất là khéo léo, rồi chịu khó thực tế nữa. Cây này là cây thuốc này. Cây này là cái cây thuốc gì chứ? Chào cô. Vân Va đâu cô? Đi học chưa về à? Mua đi làm à? Ồ, buồn nhè. Ồ, cái chỗ nhà bên này này bây giờ trở thành chỗ treo đỗ à? Cô nhổ về hết chưa? Như này là cũng tạm tạm đủ ăn đấy cô nhỉ? Có đủ ăn không? Bằng này có đủ ăn không? Đủ mà. Đủ. Cái đỗ này ở đây là mọi người để dùng nấu cái canh tẩu chóa các bạn. Tẩu chóa mà. Tẩu chóa nhà cô nhỉ? Trẻ con nhà Mua đi đâu hết rồi? Mua trẻ con này Mua đi đâu rồi? Đi đâu hết? Đi à? Không ở nhà. Mua đi làm, không ở nhà. Mua đi làm đến tối Mua có về không cô? 6 giờ thì về. 6 giờ mới về. Về. Vân Và về nhà rồi chứ? Về, hôm nọ. Vân Và là chưa về. Hôm nọ đi đấy xong là hôm nay lại đi học rồi cơ. Vâng. Đây là mẹ của em Mua các bạn. Vâng. Cũng nói được một chút tiếng phổ thông, không nói được nhiều. Bố chú là không nói được hẳn đấy nhỉ? Không nói được tí tiếng Kinh nào nhỉ? Không biết nói nhau nữa. Nói ý là cháu nữa. Nhìn cô hiền nhỉ? Cháu vào xem hai thằng nó đợt này thế nào? Có còn bỏ đi sang nhà ngoại nữa không? Mấy hôm nay có bỏ đi sang nhà ngoại nữa không? Không biết. Hôm nọ bỏ đi được không? Anh Hờ ấy cho về nhà thôi. Nghe không hiểu mấy. Gạo còn không cô? Gạo đợt nọ anh em cháu Mua cho còn không? Ăn hết gạo chưa? Ăn hết rồi. Ăn hết rồi à? Nhà đông người cũng ăn nhanh nhỉ? Ăn nhanh rồi. Nhà 10 miệng ăn các bạn. Nên là một cái tải gạo 20 cân thì không thể đủ được. Từ hôm anh em mình Mua vào cũng được phải đến tầm hơn một tuần rồi. Mọi người đây này chủ yếu là đậu tương này. Đậu tương này thì để xay ra để nấu với lại rau cải, thả
thành cái gọi là món canh tẩu chóa. Ôi dồi ôi, ừ chào con, cho em ăn cái gì này, đói à? Chị đã biết chăn em rồi à, chăm em rồi à? Ôi dồi ôi, đây liền nhoe nhoét hết ra thế này. Ừ. Ôi trời, ba có làm gì đâu. Thế là hết sạch gạo rồi à? Thế nào, hôm nay bọn cháu đi, bọn cháu cũng không bảo vào thăm hai thằng kia, thằng Vân, thằng Và xem nó thế nào. Em ơi, đây này các bác này, đây là con của mua giàng này, đây là chị cả này, đây này em út này, chị bây giờ phải chăm em rồi đây. Mấy hôm nay mẹ đi ốm đi làm viện, ở nhà ở với ông bà, ông thì cũng phải đi làm, đi chăn, hình như là đi chăn bò ấy. Còn một em nữa đâu? Một em nữa đâu rồi con? Đi ngủ á? Ôi giờ này vẫn ngủ á? Con năm nay bao tuổi rồi? 11 tuổi. Thế con đi học sáng thế à? Học một buổi thế à? Thế Vần Và là đi cả ngày phải không? Không. Học một buổi thôi. Vần cơ mà, Vần mới Và mà. Học buổi chiều á? Tưởng đi cả sáng. Sáng có đi không? Đi, buổi chiều không học. Buổi như nào? Em Vần với em Và thì là đi cả ngày hay là đi một buổi? Đi từ sáng xong là đến tối tím nữa mới về à? Ừ. Ôi dồi ôi, thương thế. Ăn cơm này, ăn cơm các bác xem này. Cơm không có một cái gì này. Mỗi cơm trắng chan với cái gì đây? Chan với nước gì đây cô? Nước canh quả đỗ à? Ôi, chị cũng bé phải quắp quắp em. Quần áo cũng không có này. Đấy, nhà đây là nhà bố mẹ của em mua các bạn. Có lẽ là cũng một hai video anh em cũng đã chia sẻ một chút rồi. Nhà cửa thì cũng không có cái gì luôn. Đấy, các bác xem Đức có thể quay toàn cảnh cho các bác thấy là được cái cuộc sống của bà con ở đây. Nhà tường đằng trước là đổ xong là xây lại bằng một cái bức tường tường gạch bi. Cái cột này cũng siêu hẳn đi rồi này. Đâu bác bón nha. Ôi sợ hả? Chị khéo phết nhờ. Em tại nhà trông thôi nó. Ừ, con một mình con là cứ phải sáng dậy là trông em cho em ăn à? Ừ. Ôi, cố gắng nhỉ. Con học lớp mấy rồi? Con học lớp 5. Học lớp 5. Có được học sinh giỏi bao giờ không? Được. À, giỏi, ngoan. Mai bác vào bác mua quà cho nhá. Ở dưới xuôi tầm này có lẽ là chưa biết làm cái gì đâu. Đấy, ở đây là các cháu đã biết là trông em rồi. Bây giờ thì cũng không biết làm cách nào ra cả. Trẻ con ở đây thì bắt buộc là phải như vậy các bạn. Thậm chí như bé này là nếu mà có bố mẹ ở nhà mà ông bà trông được cái cún em này, đứa em này là cũng phải đi đỡ bố mẹ cắt cỏ các thứ rồi. Xong mặc quần vào cho nó cô. Tìm quần mặc vào cho nó. Thế chắc Vần Và muộn muộn mới về cô nhỉ? Cháu cứ tưởng là tầm 4 giờ là tan. Chưa thấy có ai về đâu. Con nhà mình thì cho đủ ăn đủ các mọi thứ, không chịu ăn. Đây có mỗi cơm trắng thôi, cơm trắng chan với lại nước quả đỗ quả đậu, thế là ăn hết cả bát luôn. Có cơm là tốt rồi ấy nhỉ. Còn không là toàn là phải ăn mẻn mén thôi. Thế để mai anh em cháu vào cháu mua gạo cho nhá. Vâng. Có mỗi hai cái đứa trẻ khỏe lao động chính thì một đứa thì ốm, một đứa thì vợ ốm không đi chăm được.
Thiếu thốn nhưng mà khỏe mạnh là được rồi. Có lẽ là không đợi được Vần Và về đâu các bạn. Vì bây giờ cũng muộn muộn rồi, có khả năng xong anh em phải về thôi. Vào đây đi. Kệ thôi cô ạ. Kệ, chắc là bọn nó chưa tan. Và hỏi thăm gia đình xem là có còn thiếu gạo ăn các thứ có còn hay không, để anh em lại trích những cái khoản kinh phí từ các nhà hảo tâm ra để hỗ trợ cho gia đình. Đấy, đợt này thì em hai cái lao động chính và lao định gọi là lao động chính nhất là em Giàng thì là ốm rồi, làm viện. Thế còn em Mua thì đấy các bạn thấy đấy là cũng vẫn phải túc tắc đi, có công có việc là phải tranh thủ đi làm kiếm đồng ra đồng vào. Những cái gạo lần trước anh em hỗ trợ cho thì không còn, gọi là hết rồi. Để mai anh em sẽ tiếp tục vào, tiếp tục hỗ trợ. Vì là với một cái hộ như của nhà Mua Giàng đây là đến có tới 10 khẩu cơ. 10 nhân khẩu, cả bé em bé nhất kia là thành là 10 nhân khẩu. Mọi cái thì đều chỉ phụ thuộc vào hai vợ chồng Mua Giàng thôi. Cô này là mẹ chồng, cũng không đi làm được cái gì. Cũng chỉ gọi là loanh quanh ở đây thì đỡ con đỡ cái, được việc gì đỡ thôi. Xin chào. Xin chào. Đây là đứa thứ hai phải không cô? Vâng. Thứ hai nhà Mua đây nhỉ? Vâng. Hai gái một trai. Vâng. Xinh gái phết. Giống mẹ nhỉ? Vâng. Giống mẹ được cái nước da trắng. Vâng. Nhà này mà có điều kiện tí là con cái mà sạch sẽ. Có điều kiện là mấy đứa này ấy đấy nhỉ. Được cái mẹ nó khéo phết. Mẹ được đi học. Mỗi tội là bây giờ đông con các bạn. Ba đứa rồi lại phải thêm Vần Và nữa. Thôi kệ cháu. Cháu loanh quanh một tí thôi, xong là cháu về thôi. Đi ngó nghiêng bếp của gia đình tí. Nhà này chắc lâu lắm rồi đấy cô nhỉ? Đấy. Bếp núc rồi ngủ nghiếc là cùng một chỗ luôn các bạn. Không, ở đây mọi người là không tách bạch, không tách biệt ra bếp với nhà. Một cái ngôi nhà trình tường thì cũng diện tích nó đâu đấy cũng chỉ rơi vào tầm 60 mét vuông thôi. Đấy, bếp, tất cả các thứ là đều cho vào trong nhà hết. Nhà của nhà bố mẹ em Mua này chắc là cũng lâu lắm rồi. Thì trên này cũng nứt hết rồi. Các cái cột trong nhà là cũng siêu vẹo hết rồi. Đấy. Do là bây giờ thì cũng chỉ hai em làm để kiếm, chủ yếu là nuôi cái đàn con cò bé bé này thôi này. Đấy, no cho cái đàn này nên là cũng không thể làm, cũng không thể có kinh tế mà mạnh để mà xây dựng được những cái ngôi nhà nó rộng rãi mà nó kiên cố hơn được. Cái này thì từ ngày xưa rồi. Đây, những cái tường này của nhà cô chú nó cũng nứt hết rồi này. Gia đình đây là 4 thế hệ ở với nhau. Bà cụ đi đâu rồi cô? Bà cụ ấy. Bà cụ là không biết. Đi đâu rồi? À. Bà cụ năm nay là bao nhiêu tuổi rồi? Bà cụ á? Vâng, bà cụ nhà cô ấy. Bảy bảy tuổi. Vâng. Cô là bao nhiêu tuổi? Cô là năm ba. Năm ba tuổi. Vâng. Dạ. Năm ba thì vẫn chưa chưa phải là già lắm. Thế đây, đứa này là con nhà ai?
Đi ngủ về. Ô. Ngủ về. À thế cái đứa lúc nãy là không phải con nhà 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 mua đâu à? Nhà nhà mua mà. Nhà mua là ngủ ngủ bên kia. Ngủ nhà nhà này. Không, nhưng mà cái đứa đứa bé đứa trẻ con này. Ba đứa mà. Ba đứa này. Đứa này, đứa này. Đứa này. Mua. Thế còn đứa lúc nãy? Đứa lúc nãy. Cái đứa cho thằng này ăn cơm ấy. Ờ, thằng này ăn cơm á, thằng này là đi ngủ về. Đứa này là cả. Đứa này là thứ hai. Đây thứ ba. Thế còn một cái đứa bé lúc nãy, đứa lớn lớn lúc nãy là con nhà ai? Bé là đứa không không không, cái đứa lúc nãy mặc váy này. Cái đứa em mà nó bế thằng này này. Không có rồi. À thế chắc con nhà hàng xóm. Mình lại cứ nhầm là con nhà mua giàng. Đây. Con mua giàng làm sao 11 tuổi được? Vì Vân Ba nó đã 11 tuổi. Về đây nó làm gì đã đẩy đâu. Chả để ý. Cái này mới đứa cả này. Cái đứa kia là cái đứa hôm mặc áo khoác đi lanh quanh nhà này, nhớ không? Hôm nay nhầm lại không không, không để ý. Mình lại lúc nãy lại cứ nghĩ là cái cô bé lúc nãy là con lớn của nhà mua giàng, hóa ra là chắc là con nhà hàng xóm các thứ loanh quanh đây sang đấy, sang đây thấy em là cũng chăm em. Đây đây là hai công chúa nhà mua giàng đây các bạn, nhìn mặt mũi sáng sủa phết. Ôi ơi. Chắc là không đợi được đâu. Thôi anh em cháu về đã nhá. Mai anh em vào. Mai vào mua cho tải gạo. Ít đồ. Hôm nay đi bác không chuẩn bị. Bác về nhá. Chào em nhá. Chào bác. Chào bác. Ôi dồi ngoan quá. Đúng. Xin chào nhá. Cháu về đây cô ạ. Anh em vừa đi ra về thì lại thấy vườn và đang đi ở dưới kia lên rồi các bạn. Đợi một tí sang đây xem nào. Bây giờ chỗ này không ở được nữa, lại thành chỗ để treo đỗ, treo ngô. Đây là cả vụ đây này các bác này. Đây là cả vụ trồng đỗ của nhà mua giàng đây. Mọi người lấy những cái quả đỗ này về thì cứ treo ngược nó lên để cho nó khô, sau đấy là mới đập. Mùa này thì còn có đỗ, những mùa kia thì thấy mọi người cũng là ăn quả đỗ nhưng không phải quả đỗ tươi. Đi học về à? Ra đây chú xem nào. Đi học đi cả ngày à, đi từ sáng à? Hả? Vâng. Đi từ sáng hay là chiều mới đi? Chưa ăn cơm ở lớp à? Có ăn cơm ở lớp không? À. Chưa đi về à? Đi ăn về xong là chiều đi học tiếp à? Học đi từ chiều à? Học chiều hay là học cả ngày? Trả lời đi, có gì mà ngại hả? Học cả đi buổi sáng lẫn buổi chiều đúng không? Từ lần sau đi đâu phải xin phép ông bà nhớ chưa? Không được tự ý bỏ nhà đi đâu nhá, nhớ chưa? Phải ngoan nhá. Hôm nọ là hai thanh niên này là thấy bố mẹ đi vắng mất 1-2 ngày không thấy về là tự ý bỏ đi các bạn. Tự ý bỏ đi sang nhà ngoại. Đấy, sang nhà ngoại cũng chỉ muốn sang chơi thôi. Sang chơi thì thông thường thì bình thường là các ông bà nếu mà quý cháu là cũng thậm chí là còn muốn đón cháu sang ở cùng ấy.
nhưng không hiểu sao lý do gì mà ông bà ngoại của hai cháu Vân và lại không nhận cháu, nên là hôm đấy đi sang đấy xong là cuối cùng là ông bà không cho ở, là đi loanh quanh lang thang thì được anh Hờ đón về nhà. Đấy, xong là thấy Giàng bỏ mua là đón về nha, lần sau là đi học là về nhà luôn nhá, không đi linh tinh đâu nhá, nhớ chưa, phải ngoan nhá, mai chú vào chú mua gạo vào cho nhá. Nói to rõ ràng lên xem nào. Vâng ạ. Nhát. Nhát là phải thôi. Bây giờ thực ra là các cháu là bị gọi là cũng là một cái tổn thương về tâm lý thôi. Bây giờ ở với lại bố mẹ chú Thím thì thực ra là nhà em Giàng em mua là cũng 3 đứa rồi, thêm 2 cháu nữa, thì thật sự là để mà có thời gian để dạy cho các con biết cái lễ phép rồi cái nọ cái kia là thật sự là khó. May mắn là các con là còn không đi tam mao, đi bỏ nhà, đi bờ, đi bụi cũng làm cái đỡ rồi. Chứ còn nếu mà suốt ngày mà cứ xảy ra cái bố mẹ đi vắng lại bỏ đi không chịu về nhà nữa thì vợ chồng nhà mua Giàng còn vất vả nữa. Đấy, cũng chỉ mong là sau này anh em chia sẻ thì cũng mong nhận được cái sự trợ duyên từ các nhà hảo tâm để cho cuộc sống của vợ chồng nhà em mua em Giàng, cuộc sống của hai cháu là đỡ vất vả đi các bác. Và các bác thấy là nhà mua Giàng đấy cũng 3 đứa con này, gia đình nhà cửa thì anh em cũng đã chia sẻ hết rồi, cuộc sống thì cũng cực kỳ là khó khăn vất vả. Anh em cũng mong muốn là chia sẻ giúp đỡ cho cái hoàn cảnh của gia đình nhà mua Giàng cộng với lại hai cháu Vân Và. Mong là những video mà anh em ghi hình chia sẻ nhận được nhiều sự quan tâm và nhiều sự trợ giúp từ các nhà hảo tâm. Kính mong các nhà hảo tâm quan tâm đến cái trường hợp của hai cháu và vợ chồng của em mua em Giàng. Và có lẽ là video này thì cũng xin phép kính chào tạm biệt cô ba anh chị và hẹn gặp lại ở những video lần sau ạ. Hai con khoanh tay vào. Khoanh tay vào, con chào, chúng con chào ông bà cô bác. Con chào ông bà cô bác. Nào, và rồi, ok. Xin kính chào tạm biệt các bác và hẹn gặp lại ở những video lần sau ạ. Xin chào.